Minh Đường Tử Vi mến chào các quý cô tuổi quý hợi. Chúc các quý cô tuổi quý hợi, sinh năm 1983, bước sang năm Quý Mão 2023 được bình an, vui vẻ, trẻ đẹp, gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các quý cô đón xem tử vi tuổi của mình trong năm 2023, chi tiết về các phương diện như tổng quan, sự nghiệp, tài lộc, tình duyên, sức khỏe, sao hạn và tử vi từng tháng trong năm 2023. Mong rằng với những thông tin hữu ích, chúng tôi có thể giúp cho quý cô có được cái nhìn tổng quan về vận trình của mình trong năm mới sắp tới, mời các quý cô cùng theo dõi. Tổng quan tử vi năm 2023 cho quý cô tuổi quý hợi sinh năm 1983. Bước sang năm Quý Mão 2023, quý cô tuổi quý hợi sinh năm 1983 là 41 tuổi âm lịch và 40 tuổi dương lịch. Xét về thiên can, địa chi, ngũ hành và vận niên xét về thiên can, quý gặp quý, bình hòa, tốt. Vận khí tốt, công việc làm ăn ngày càng tiến triển thuận lợi, tiền bạc đến từ nhiều nguồn thu khác nhau, có nguồn thu đều đặn, ít phải lo về kinh tế. Xét về địa chi, hợi gặp mão, tam hợp, rất tốt. Vận quý nhân vượng, mưu sự lớn nhỏ đều có người giúp sức, nên dễ thành công như mong đợi. Công việc làm ăn như ý, cuộc sống gặp nhiều may mắn, tiền bạc dư dôi, có của ăn của đẻ. Xét về ngũ hành, quý cô tuổi quý hợi có ngũ hành thủy, gặp năm quý mão, mệnh kim bạch kim, được tương sinh, vận khí cát lành, có thể tính tới chuyện mở rộng làm ăn, hoặc góp vốn đầu tư, kinh doanh, tài lộc được sinh sôi nảy nở, hứa hẹn sẽ có một năm bội thu về tài lộc. Vận niên năm 2023 Quý cô tuổi quý hợi năm này, gặp vận niên, kê hồi viên, tức là gà về vườn, về với no đủ, do vậy quý cô tuổi quý hợi gặp vận niên năm này sẽ có được một năm vui vẻ hạnh phúc nhiều thức ăn cầu gì được nấy tài lộc quan chức đều được mọi việc đều thành công rực rỡ những biến chuyển của thiên can địa chi và ngũ hành cho thấy trong năm quý mão này đối với quý cô tuổi quý hợi thì đây là một năm gặp nhiều may mắn mọi việc tiến triển tương đối thuận lợi và có những bước phát triển rõ ràng hơn thậm chí quý cô còn có cơ hội gặp gỡ quý nhân được giới thiệu cho những cơ hội đáng quý quý cô cũng cần phải chủ động nắm bắt thời cơ thuộc về mình, để làm đầy ví tiền của mình. Sao chiếu mệnh, trong năm quý mão 2023, quý cô tuổi quý hợi sinh năm 1983, gặp sao thổ tú chiếu mệnh. Sao thổ tú chiếu mệnh, cần đề phòng bị tiểu nhân dèm pha, xuất hành không thuận lợi, chăn nuôi thua lỗ, gặp khó khăn trốn quan trường. Với người có sao thổ tú chiếu mệnh năm nay sức khỏe không được tốt, hay bị đau ốm, nhưng bệnh không quá nặng. Kỵ nhất là vào tháng 1 và tháng 8 âm lịch. Vận hạn, trong năm quý mão 2023, quý cô tuổi quý hợi sinh năm 1983, gặp hạn huỳnh tuyền. Hạn huỳnh tuyền, chủ về sức khỏe. Bản mệnh sẽ thường gặp chứng đau đầu, chóng mặt, xây sầm. Kinh doanh nên kiêng kỵ đường thủy, để vẹn toàn thì không nên làm gì liên quan đến sông nước. Đặc biệt không được bảo chứng cho bất cứ ai vì ắt sẽ này sinh chuyện bất lợi. Xét về vận trình sự nghiệp của quý cô tuổi quý hợi sinh năm 1983 trong năm quý Mão 2023. Bước sang năm quý Mão 2023, quý cô tuổi quý hợi sẽ gặp được nhiều may mắn, sự nghiệp có được nhiều điểm sáng đáng kể. Nhờ có quý nhân dìu dắt mà quý cô có thể chạm tay vào những cơ hội đáng quý, tiết kiệm được nhiều thời gian, công sức cố gắng hơn người khác. Quý cô cũng nên biết quý trọng những thời cơ đến với mình trong năm này quý cô tuổi quý hợi nhờ ảnh hưởng tích cực của cục diện tam hợp hợi mão mùi quý cô có được vận quý nhân giúp đỡ nhưng phần lớn trong công việc sự nghiệp là do sự quyết tâm ý chí phấn đấu mạnh mẽ mà tạo nên những thắng lợi vẻ vang thiên can tương sinh địa chi tương hợp giúp cho quý cô đón nhiều vận khí cát lành thiên thời địa lợi nhân hòa lại có thêm tử vi cắt tinh soi chiếu dẫn đường chỉ lối cho nên quý cô cứ thế mà làm ăn thuận lợi mưu sự lớn nhỏ đều dễ thành bỏ ra bao nhiêu công lao thì nhận về bấy nhiêu thành quả chứ không còn cảm giác trục chặt khó khăn cản trở như trước với người làm kinh doanh buôn bán tự thân vận động mọi việc diễn tiến tích cực ngoài mong đợi dưới tác động của thanh long và thiên phúc quý cô có số được quý nhân phù trợ mở ra nhiều cơ hội hồn hạp đầu tư làm ăn mới trong thời gian này mọi dự định kế hoạch đều được tiến hành một cách trơn tru thuận lợi chỉ cần quý cô luôn nỗ lực quyết tâm và biết nắm bắt cơ hội thì sẽ thu được thành quả như ý sẽ giàu có quý cô tuổi quý hợi đa phần là khôn ngoan nhẫn nại giỏi chịu đựng tính cách này giúp cho quý cô thành công trong nhiều lĩnh vực có được nhiều mối quan hệ làm ăn tốt quý cô tuổi quý hợi cũng cần chú ý sự tác động của hạn huỳnh tuyền trong năm này làm cho quý cô sẽ gặp phải khó khăn bất lợi nếu như công việc kinh doanh buôn bán bằng đường thủy hay liên quan tới sông nước tuy nhiên trong năm này quý cô cũng cần tránh tính cách kiêu ngạo coi thường người khác trong giao tiếp hàng ngày cần tránh nóng này gây mâu thuẫn xích mích trong nội bộ nếu quý cô tự tách mình khỏi tập thể thì đến khi gặp rắc rối sẽ không được người giúp đỡ, điều này cũng sẽ ảnh hưởng đến sự thăng tiến trong sự nghiệp. Xét về vận trình tài lộc của quý cô tuổi Quý Hợi sinh năm 1983, trong năm Quý Mão 2023. Quý cô tuổi Quý Hợi bước sang năm Quý Mão 2023 cho thấy con đường tài lộc của quý cô khá hanh thông, thuận lợi quý cô có thể dễ dàng mở rộng được mạng lưới khách hàng, đối tác của mình, lại thêm sự giúp đỡ của quý nhân, nên làm việc gì cũng trở nên dễ dàng, thuận lợi hơn. Đây cũng là thời điểm lý tưởng để quý cô tuổi quý hợi, cân nhắc tới vấn đề đa dạng hóa các hạng mục đầu tư. Có thể thử sức với các lĩnh vực mới. Điều cần chú ý trong chuyện làm ăn cần tránh gây hấn với người khác, đặc biệt là kẻ tiểu nhân, kẻo quý cô sẽ vướng phải chuyện thị phi, nhiều khi phải dùng tiền mới có thể giải quyết êm xuôi được với người làm công an lương cũng sẽ đạt được nhiều thành tích tốt trong công việc quý cô luôn nhận được sự quan tâm giúp đỡ của đồng nghiệp và lãnh đạo cấp trên điều này giúp cho nguồn thu của quý cô tương đối là ổn định quý cô cũng làm người năng động cho nên bên cạnh công việc chính quý cô vẫn biết cách khai thác và phát huy các kênh kiếm tiền khác để gia tăng tài lộc cho mình quý cô cũng rất có duyên được quý nhân giúp đỡ về mặt tiền tài cũng có thể được giới thiệu cho những thời cơ hiếm có nếu biến nắm bắt thì lợi nhuận đổ về túi nhanh chóng Đặc biệt người làm trong ngành bất động sản có cơ hội thắng lớn, nếu biết tận dụng những cơ hội vàng trong khoảng thời gian này để đầu tư sinh lời thì quý cô sẽ bội thu về tiền tài của cải. Trong năm 2023 quý cô tuổi quý hợi về tài lộc vẫn có điểm báo hao tổn, phần lớn do chi tiêu cuộc sống hàng ngày, thỏa mãn nhu cầu cá nhân. Quý cô cũng cần lưu tâm đến cách quản lý tài chính thật chặt chẽ để tránh tình trạng chi tiêu lãng phí. Xét về phương diện tình cảm của quý cô tuổi quý hợi sinh năm 1983, trong năm quý mão 2023. Bước sang năm quý mão, về phương diện tình cảm, gia đạo của quý cô tuổi quý hợi cũng khá bình yên. Quý cô và nữ kia của mình cùng chung tay xây dựng một gia đình ấm áp. Dù đôi khi chuyện vợ chồng mâu thuẫn là khó tránh, song hai người đều cố gắng bình tĩnh hòa giải, đặt mình vào vị trí của đối phương, coi trọng gia đình thì mọi chuyện sẽ được tốt đẹp sự chung thủy trong tình yêu là rất quan trọng nên đôi cần tránh thái độ ghen tuông vô lý sẽ ảnh hưởng tới hạnh phúc gia đình đồng thời quý cô tuổi quý hợi nên dành thời gian nhiều hơn để tâm sự chia sẻ tâm tình với chồng mình để giải quyết các mâu thuẫn những hiểu lầm giữa hai người là bậc làm cha làm mẹ hãy là những tấm gương tốt để con cái noi theo đối với con cái thì quý cô nên trò chuyện làm bạn với trẻ nhỏ nhiều hơn chỉ khi thường xuyên tâm sự san sẻ đôi bên mới có thể khắc phục được những khoảng cách do thế hệ tạo ra quý cô mới có thể giúp đỡ và ở bên con cái đối với quý cô tuổi quý hợi đang còn độc thân cũng rất vượng vận về đào hoa ngũ hành tương sinh giúp cho quý cô có những suy nghĩ cởi mở và lạc quan hơn về chuyện tình cảm quý cô sẵn sàng tham gia vào các buổi giao lưu gặp gỡ và nhiệt tình trò chuyện với nhiều người xung quanh có thể thông qua những buổi gặp mặt này quý cô sẽ chinh phục được ai đó bởi những nét độc đáo cá tính riêng của mình Xét về vận trình sức khỏe của quý cô tuổi Quý Hợi 1983 trong năm Quý Mão 2023. Về phương diện sức khỏe của quý cô tuổi Quý Hợi trong năm này không được tốt lắm. Do bị ảnh hưởng nặng nề bởi các hung tinh, sự tác động của sao thổ tú, làm cho quý cô tuổi Quý Hợi gặp nhiều tai họa tiểu nhân hãm hại, mâu thuẫn xung đột về thể xác, dễ bị bệnh tật ốm đau lâu khỏi, đi lại kém may mắn do ảnh hưởng của sao thiên khốc địa tang làm cho quý cô cũng thường gặp khó chịu cả về thể chất và tâm lý thậm chí có thể bị trầm cảm dễ bị đau đầu chóng mặt khí huyết kém lưu thông đặc biệt cần chú ý các bệnh liên quan tới mắt tay chân khi tham gia giao thông hoặc khi lao động chân tay vận hành máy móc quý cô cũng cần giữ cho đầu óc được tỉnh táo tránh tình trạng lơ đãng hoặc mệt mỏi quá mức dễ dẫn đến tai nạn năm này quý cô tuổi quý hợi nên quan tâm đến sức khỏe của mình hơn lúc này đang là giai đoạn cơ thể dễ mắc nhiều bệnh tật đối với những người có tiền sử về bệnh di truyền trong gia đình hoặc có nguy cơ mắc bệnh thì càng cần phải giữ mình chú ý hơn đến sức khỏe đồng thời sự xuất hiện của hai sao bạch hổ và tang môn trong năm nay sẽ đe dọa đến sự an toàn sức khỏe nếu không giữ gìn dễ vướng phải những hậu quả đáng tiếc ngoài ra quý cô trong năm này cần duy trì một lối sống khoa học tránh thức khuya dậy sớm hoặc làm việc quá sức khiến cơ thể mệt mỏi khi gặp chuyện không như ý muốn, quý cô cũng cần giữ suy nghĩ lạc quan để tinh thần luôn được nhẹ nhõm. Đặc biệt, thầy Gia Cát khuyên quý cô tuổi quý hợi, hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo, đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho quý cô. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang, chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của quý cô ngày, giờ xuất hành, tuổi sông đất tốt cho quý cô tuổi quý hợi 1971, trong năm quý mão 2023. Số của quý cô tuổi quý hợi, xuất hành hợp vào, giờ chẵn, ngày chẵn và tháng chẵn. Làm ăn, hùn hợp hay phát triển về sự nghiệp, sẽ gặp nhiều may mắn, được xuân sẻ, thuận lợi, thu về nhiều thắng lợi to lớn, vạn sự như ý, đại cắt đại lợi. Ngày mùng 1 Tết Dương lịch, Chủ nhật, ngày 22 tháng 1 năm 2023 Âm lịch là ngày mùng 1 tháng 1 năm 2023, tức ngày canh Thìn, tháng Giáp Dần, năm Quý Mão. Giờ xuất hành tốt cho quý cô tuổi Quý Hợi, giờ canh Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Thanh Long. Tốt nhất là 8 giờ 5 phút giờ địa phương. Hướng xuất hành tốt cho quý cô tuổi Quý Hợi. Xuất hành theo hướng Tây Bắc để nghênh đón Hỷ thần, để đón nhiều tin vui, may mắn trong năm. Xuất hành theo hướng Tây Nam để nghênh đón Tài thần, thần tài ghé thăm để đón nhiều tài lộc trong năm. Ngày mùng 2 Tết dương lịch thứ hai, ngày 23 tháng 1 năm 2023. Âm lịch là ngày mùng 2 tháng 1 năm 2023, tức ngày tân tỵ tháng giáp dần, năm quý mão. Ngày này là ngày sát chủ, không tốt cho việc xuất hành, hay khởi cầu về công danh, tài lộc. Nếu xuất hành, nên chọn giờ hoàng đạo, và hướng tốt trong ngày. Hướng tốt trong ngày, hỷ thần và tài thần, hướng Tây Nam. Ngày mùng 3 Tết. Dương lịch thứ ba, ngày 24 tháng 1 năm 2023 âm lịch, là ngày mùng 3 tháng 1 năm 2023, tức ngày nhâm ngọ, tháng giáp dần, năm quý mão. Giờ xuất hành tốt cho quý cô tuổi quý hợi. 8 giờ 5 phút giờ địa phương. Hướng xuất hành tốt cho quý cô tuổi quý hợi. Xuất hành theo hướng chính nam, để nghênh đón hỷ thần, để đón nhiều tin vui, may mắn trong năm. Xuất hành theo hướng chính tây, để nghênh đón tài thần, thần tài ghé thăm để đón nhiều tài lộc trong năm tuổi sông đất hợp với gia chủ tuổi quý hợi 1983, nữ mạng, trong năm quý mão 2023. Dựa vào thiên can, địa chi và lựa chọn ngũ hành hợp với tuổi của gia chủ tuổi quý hợi. Điều này giúp mang tới may mắn, tài lộc cho gia chủ. Người tới sông đất cho gia chủ phải là người khỏe mạnh, luôn vui vẻ, hân hoan, đặc biệt họ càng thành công thì vía mà quý cô nhận được càng nhiều tuổi sông đất tốt nhất cho gia chủ tuổi quý hợi sinh năm 1983, nữ mạng, trong năm quý mão 2023, là tuổi quý mùi, sinh năm 2003, nam mạng. Điều này được lý giải như sau. Mệnh của tuổi, mạng đại hải thủy, gặp dương liễu mộc tương sinh, rất tốt. Thiên can, quý gặp quý, bình hòa tốt. Địa chi, hợi gặp mùi, tam hợp, rất tốt. Cung, sinh khí, mệnh của năm bình hòa tốt. Ngoài ra, gia chủ tuổi quý hợi, nữ mạng, trong năm quý mão 2023, cũng có thể chọn tuổi tân hợi sinh năm 1971 để sông đất. Quý cô tuổi quý hợi sinh năm 1983, trong năm 2023, có phạm tam tai, hoang ốc, kim lâu, thái tuế không? Tam tai năm 2023, quý cô sẽ không phạm đại kỵ tam tai. Hạn hoang ốc năm 2023, quý cô tuổi quý hợi trong năm này, không phạm hoang ốc tuổi kim lâu năm 2023, quý cô tuổi quý hợi, sẽ phạm kim lâu, kim lâu xúc. Nếu gia chủ làm nhà thì sẽ gặp ảnh hưởng liên quan tới chăn nuôi, trồng trọt. Thái tuế năm 2023, quý cô không phạm hạn thái tuế. Trong năm quý mão 2023, quý cô tuổi quý hợi sinh năm 1983 cần phải đặc biệt chú ý tới hạn huỳnh tiền và sao thổ tú chiếu mệnh. Nhắc đến hạn huỳnh tiền, sách thời xưa có câu cửa miệng, huỳnh tuyền bệnh nặng nguy vong, tam kheo đau mắt, để phòng tay chân. Người gặp hạn huỳnh tuyền có thể bị mắc chứng bệnh, đau đầu, chóng mặt, mặt mũi xây sầm, đau người, sức khỏe suy giảm, làm ảnh hưởng đến cuộc sống thường ngày. Về làm ăn, nếu kinh doanh, buôn bán bằng đường thủy, đường sông nước sẽ gặp nhiều nguy hiểm. Nhìn chung tất cả công việc liên quan đến đường thủy, đường sông nước thì bản mệnh không nên tham gia, dù ít hay nhiều cũng có thể để lại hậu quả khôn lường về cuộc sống nếu như đứng ra làm chứng hay chứng nhận công việc gì hoặc cho ai đó dễ mang họa gặp nhiều chuyện bất lợi hạn huỳnh tuyền đồng nghĩa với suối vàng âm phủ cõi chết nên cần hết sức giữ gìn phòng tránh tai nạn đột ngột hoặc bệnh tật hiểm nghèo có bốn điều cần biết để vượt qua hạn huỳnh tuyền đối với quý cô tuổi quý hợi vốn huỳnh tuyền là đại hạn chủ về sức khỏe vì vậy khi gặp hạn này cần chú ý hơn về mặt sức khỏe của mình Thứ nhất, về sức khỏe, bản mệnh gặp hạn này nên dành nhiều thời gian nghỉ ngơi, chăm sóc sức khỏe bản thân. Sau đó cần lập chế độ ăn uống và rèn luyện thể thao hợp lý. Thứ hai, công việc làm ăn, người gặp hạn huỳnh tuyền cần tránh làm ăn xa nhà, nhất là những việc liên quan đến sông nước. Tránh đi lại bằng phương tiện đường thủy, không may tai nạn bất ngờ xảy ra làm nguy hại đến tính mạng. Thứ ba, đặc biệt trong cuộc sống, người gặp hạn huỳnh tuyền không nên bảo chứng cho bất cứ ai, kể cả người quen biết. Không may tay bay vạ gió, nhẹ thì mất mát tiền của, nặng thì sức khỏe bị nguy hiểm. Thứ tư, nguyên tắc chung của việc giảm thiểu nguy cơ, tăng cường may mắn và sức khỏe đó là tu nhân tích đức, làm nhiều việc thiện, việc này không cần gặp hạn mới thực hiện mà nên thực hiện đều đặn thường xuyên để bồi đắp nền tảng gốc rễ của phúc đức vận may cho mình. Quý cô tuổi quý hợi sinh năm 1983, trong năm 2023 bị sao thổ tú chiếu mạng sao thổ tú còn được gọi là ách tinh chủ về điểm xấu dễ bị tiểu nhân quấy phá đi lại kém may mắn có tai họa không an yên hay ngủ mê và không nên đi làm ăn xa sao thổ tú chiếu mệnh dù không phải là hung tinh mạnh nhất nhưng mang nhiều điều xấu nên gia chủ cần để ý những việc trong gia đình tránh mâu thuẫn xung đột không đáng có tuy nhiên sau này thì không đáng lo ngại lắm trong lòng hay mang nỗi buồn man mác tâm lý không vững vàng hay hoài nghi không hăng hái trong công việc làm ăn song cũng không gặp tai họa gì lớn từ xa xưa người ta đã quan niệm rằng dù gặp sao tốt hay sao xấu thì cũng nên làm lễ hóa giải và nghênh sao. Sao thổ tú là một hung tinh nên cần làm lễ giải hạn để tâm lý được vững vàng, có thêm niềm tin trong cuộc sống, mong muốn tránh được rủi ro và gặp nhiều may mắn. Theo các chuyên gia phong thủy, thời gian cúng giải hạn sao thổ tú thích hợp nhất là vào lúc sao chiếu sáng tròn nhất, hay còn gọi là lúc sao đăng viên. Ngày sao thổ tú đăng viên vào lúc 15 giờ đến 17 giờ, ngày 19 âm lịch hàng tháng, tốt nhất là 19 tháng 1 âm lịch vì đó là ngày sao sáng nhất hướng về chính tây để làm lễ giải sao. Vận trình từng tháng âm lịch của quý cô tuổi quý hợi sinh năm 1983 trong năm 2023 được căn cứ theo 24 tiết khí để đánh giá và phân tích. Vận trình tháng 1 âm lịch 2023 cho quý cô tuổi quý hợi sinh năm 1983 trong tháng có thiên can giáp mộc địa chi dần mộc đặc trưng dương khí dần vượng thái tuế vận thiên can tương sinh địa chi tỷ kiếp có thể thấy tháng một âm lịch cho quý cô tuổi quý hợi có thực thần tương sinh kiếp tài địa chi tháng và năm đồng cung gọi là thực thần vượng tài còn bản mệnh hợi và tháng lại tương hợp đây là bố cục đại cát sự nghiệp và tiền tài của quý cô tuổi quý hợi có quý nhân phù trợ tài lộc có thu hoạch bất ngờ về tiền bạc có điểm hưởng thụ vật chất Tổng thể con đường tài lộc của quý cô tuổi quý hợi tương đối lý tưởng. Xung quanh quý cô là nguồn năng lượng tích cực khiến bản mệnh làm việc gì cũng thấy thoải mái và dễ chịu hơn. Trong tháng này quý cô tuổi quý hợi cần chú ý sẽ gặp chút vấn đề về tình cảm. Vận trình tháng 2 âm lịch 2023 cho quý cô tuổi quý hợi sinh năm 1983. Tháng này có thiên can ất mộc, địa chi mão mộc đặc trưng, âm khí vẫn lang thang. Thái Tuế Vận, Thiên Can Tương Sinh, Địa Chi Tương Đồng, Tử Vi Quý Cô Tuổi Quý Hợi sinh năm 1983 trong tháng 2 âm lịch, chủ về Thiên Can Tháng Đồng Vượng Mộc với Thiên Can Năm. Nghĩa là thương quan tương sinh kiếp tài. Địa Chi Hợi Mão Bán Hợp Mộc Cục. Đây là điểm báo về hung hiểm, bởi kiếp tài vốn không phải các thần. Nó ngụ ý vận trình của Quý Cô Tuổi Quý Hợi gặp trắc trở, không cẩn thận dễ bị thân bại danh liệt. Tính tình không đoan chính, bị kẻ khác hàm oan nhưng không phản kháng được. Sức khỏe có dấu hiệu suy giảm, quý cô cần chú ý nghỉ ngơi điều độ, tránh những suy nghĩ tiêu cực. Quý cô nên chú ý điều chỉnh trạng thái cảm xúc của mình, sống lạc quan nhất có thể, đừng đặt nặng vấn đề quá kẻo lại gây ra nhiều áp lực cho bản thân. Vận trình tháng 3 âm lịch 2023 cho quý cô tuổi Quý Hợi sinh năm 1983. Bước sang tháng 3 âm lịch này có thiên can Bính Hỏa. Địa chi Thìn thổ đặc trưng âm dương cân bằng. Thái tuế vận thiên can bị khắc địa chi phạm hại. Tháng 3 âm lịch này là một tháng vất vả cho quý cô tuổi Quý Hợi, phương diện tài lộc có phần bị tổn hao, có thể sẽ phải chi tiêu nhiều, ngoài những nhu cầu thiết yếu thức ăn, nhà ở và phương tiện đi lại, còn có các mối quan hệ xã giao cũng như chi phí học hành của con cái, quý cô cần tìm thêm nguồn thu nhập khác ngoài tiền lương từ công ty. Ngoài ra trong tháng cũng bị ảnh hưởng bởi Thiên Khốc Địa Tang, làm cho một số người sẽ nhận được tin trong họ hàng có tang tóc hoặc tin xấu xung quanh mình, kết quả là bản thân luôn bị ảnh hưởng bởi những cảm xúc tiêu cực. Vận trình tháng 4 âm lịch 2023 cho quý cô tuổi quý hợi sinh năm 1983. Thiên can đinh hỏa, địa chi tị hỏa. Đặc trưng dương khí vượng. Thái tuế vận thiên can bị khắc địa chi tương sinh. Vào tháng 4 âm lịch, quý cô tuổi quý hợi có tài lộc bình thường trong tháng này, công việc phát triển đều đều, không có nhiều biết cố lớn phát sinh. Vận trình tình cảm cần chú ý dễ gặp rắc rối thị phi quý cô nên dành nhiều thời gian hơn cho các thành viên trong gia đình, trò chuyện nhiều hơn với nữa kia. Vận trình tháng 5 âm lịch 2023, cho quý cô tuổi quý hợi sinh năm 1983. Thiên can, mậu thổ. Địa chi, ngọ hỏa, đặc trưng, dương khí cực thịnh thái tuế vận, thiên can bị khắc địa chi tương phá. Về phương diện sự nghiệp của quý cô tuổi quý hợi trong tháng này có phần xa sút hung vận khá lớn, kéo theo tình hình vẫn trầm mặc chưa định đoạt được một số người làm văn phòng, tháng này làm việc khó yên ổn tiểu nhân quấy phá, làm việc gì cũng yếu kém, xa sút Điều này khiến công việc gặp trở ngại, cản trở sự nghiệp. Quý cô tuổi quý hợi có thể vướng phải một số chuyện thị phi trong tháng này. Cần giữ thái độ bình tĩnh, tránh xa những cuộc tranh cãi không cần thiết. Vận trình tháng 6 âm lịch 2023, cho quý cô tuổi quý hợi sinh năm 1983. Bước sang tháng 6 âm lịch có thiên can, kỷ thổ. Địa chi, mùi thổ đặc trưng, dương khí khô nóng. Thái tuế vận, thiên can tương khắc, địa chi bán hợp. Quý cô tuổi quý hợi có được những mối quan hệ phát triển khá lạc quan. Với sự giúp đỡ của các tinh giúp cho vận trình của quý cô gặp nhiều thuận lợi. Trong tháng này, quý cô tuổi tuổi quý hợi gặp được tháng có ngủ hành tam hợp, hợi mão mùi, khả năng ăn nói xã giao dễ khiến cho quý cô tuổi quý hợi phát đạt. Tháng sẽ có nhiều cơ hội làm ăn, hợp tác, quý cô có thể hợp tác với những đối tác khách hàng đáng tin cậy để thực hiện các dự án đầu tư kinh doanh của mình mở đường cho nhiều hướng hợp tác làm ăn mới, hứa hẹn sẽ rất phát triển trong tương lai. Nếu nắm bắt được cơ hội quý cô rất dễ trở nên giàu có. Vận trình tháng 7 âm lịch 2023 cho quý cô tuổi Quý Hợi sinh năm 1983. Trong tháng có thiên can Canh Kim, địa chi Thân Kim. Thiên ấn tọa kiếp tài và địa chi bản mệnh tương hại nguyệt lệnh nó kéo theo vận trình sự nghiệp và cuộc sống không được ổn định mặt kinh doanh và kiếm tiền cũng gặp nhiều thất bại tuy nhiên trong tháng này tháng thân hợi tương xung tháng xung của tuổi bổn mạng cho nên quý cô tuổi quý hợi cần phải đặc biệt chú ý tới vấn đề sức khỏe an toàn cho bản thân mình sự tác động của tử phù rất mạnh quý cô tuổi quý hợi trong tháng này cần phải chuẩn bị tinh thần cho mọi nguy hiểm đồng thời cố gắng tránh ra ngoài vào dịp đặc biệt này kẻo bản thân gặp xui xẻo tình hình sức khỏe của quý cô tuổi quý hợi, trong tháng này cũng bị sao hung tinh quấy phá, quý cô dễ ốm bệnh, hay bệnh cũ tái phát cơ thể mệt mỏi. Do bị ảnh hưởng bởi các yếu tố thời tiết. Vận trình tháng 8 âm lịch 2023, cho quý cô tuổi quý hợi sinh năm 1983. Trong tháng có thiên can, tân kim, địa chi, dậu kim. Đặc trưng, âm dương cân bằng. Địa chi hợi dậu tương sinh, đối với quý cô tuổi tân hợi bước sang tháng 8 âm lịch, vận trình sự nghiệp tương đối thuận lợi đây là lúc quý cô thể hiện năng lực và nâng cao uy tín của mình có thể đạt được những bước đột phá lớn trong công việc trước những thay đổi đột ngột của cuộc sống quý cô phải có khả năng thích ứng kịp thời quý cô cũng cần phải biết nắm bắt thời cơ và phấn đấu để đạt được thành tích tốt hơn trong tháng này để có thể tạo điều kiện bứt phá hơn nữa trong sự nghiệp về vận trình tài lộc cũng tương đối tốt thu nhập chính và thu nhập phụ đều tăng giúp cho quý cô thoải mái và yên tâm hơn với cuộc sống của mình Vận trình tháng 9 âm lịch 2023 cho quý cô tuổi quý hợi sinh năm 1983. Vận trình sự nghiệp của quý cô tuổi tân hợi trong tháng 9 âm lịch này lại không tốt lắm. Mưu sự khó thành, cuộc sống gia đình lại có sóng gió. Đây là tháng mà lao động vất vả nhưng thu hoạch không nhiều. Một số chuyện không vui có thể xảy đến nhưng bản mệnh vẫn nên giữ thái độ lạc quan và tích cực. Sức khỏe cũng không tốt, bệnh cũ dễ tái phát. Thông thường, quý cô nên tăng cường cơ thể và tập thể dục, không nên ngồi hay nằm một chỗ lại ảnh hưởng tới sức khỏe. Vận trình tháng 10 âm lịch 2023, cho quý cô tuổi quý hợi sinh năm 1983. Thiên can, quý thủy. Địa chi, hợi thủy. Đặc trưng, âm khí sinh vượng. Thái tuế vận, thiên can tương đồng, địa chi bán hợp. Tử vi cho thấy, với các quý cô tuổi quý hợi trong tháng này, có vận trình tài lộc về tổng thể ở mức trung bình, vận thế của hầu hết người tuổi này về cơ bản ít có biến động lớn hay là bị tác động của các yếu tố bên ngoài gây phiền nhiễu. Tuy nhiên quý cô cũng cần chú ý không nên thực hiện các thương vụ đầu tư, kinh doanh lớn, hoặc theo hình thức đỏ đen, rất dễ bị thua lỗ dẫn đến mất cả trì lẫn trài. Tháng thái tuế án ngữ, tài lộc có phần ổn định, nhưng nếu không chăm chỉ làm việc thì tài lộc có thể sẽ rơi vào tình trạng rậm chân tại chỗ vận trình tháng 11 âm lịch 2023, cho quý cô tuổi quý hợi sinh năm 1983. Thiên can, giáp mộc. Địa chi, tý thủy. Đặc trưng, dương khí khai sinh. Thái tuế vận, thiên can tương sinh, địa chi phạm hình. Bước sang tháng 11 âm lịch, vận trình tài lộc của quý cô tuổi quý hợi được cải thiện đáng kể. Với sự giúp đỡ và hỗ trợ của các tinh, thần tài gõ cửa, quý nhâm phù trợ, giúp cho quý cô thu được lợi nhuận trong việc kinh doanh, buôn bán, hay là đầu tư về tài chính quý cô có được sự cứng cỏi nhưng cũng mềm dẻo, lại khéo léo, chủ về vận trình có quý nhân giúp đỡ. Đây là bố cục mà quý cô tuổi này có được hưởng phúc lộc từ vật chất và hạnh phúc gia đình. Tuy nhiên, trong tháng này quý cô tuổi quý hợi có thể xảy ra một số tai nạn ngoài ý muốn, tai nạn về xe cộ, sự cố xảy ra do sử dụng các vật sắc nhọn thường ngày như dao kéo, đổ vật bằng kim loại. Vận trình tháng 12 âm lịch 2023 cho quý cô tuổi quý hợi sinh năm 1983. Thiên can ất mộc, địa chi sầu thổ. Đặc trưng âm khí cực thịnh, thái tuế vận thiên can tương sinh, địa chi chịu khắc. Bước sang tháng 12 âm lịch cho thấy vận trình tài lộc của quý cô tuổi Tân Hợi có phần khởi sắc rõ rệt. Quý cô sẽ không thiếu cơ hội để đột phá mà vươn lên. Với sự trợ giúp của các cát tinh, giúp cho quý cô có được tiền bạc khởi sắc. Về phương diện đầu tư tài chính thì bản mệnh được sự chỉ dẫn của người có tri thức đi trước đồng thời quý cô có công việc diễn ra thuận lợi cho nên việc kiếm tiền trở nên dễ dàng hơn do đó quý cô có thể kiếm được rất nhiều lợi nhuận tiền bạc ở tại thời điểm này không những vậy những người kinh doanh buôn bán cũng gặp nhiều thuận lợi lợi nhuận cũng thăng lên gấp nhiều lần so với trước đây về cơ bản quý cô không cần phải lo lắng hay bận tâm về vấn đề tiền bạc nhiều Ngoài ra, đây là tháng cuối cùng của năm quý mão, quý cô tuổi quý hợi cũng nên có kế hoạch trong việc chi tiêu phù hợp, để hạn chế tình trạng mua sắm vung tay quá chán mà làm tao tán về tiền bạc không đáng. Trên đây là toàn bộ thông tin về tử vi cho quý cô tuổi quý hợi sinh năm 1983, trong năm quý mão 2023. Hy vọng với những thông tin trên sẽ giúp các quý cô an tâm hơn phần nào cho những dự định sắp tới của mình. Chúc các quý cô năm mới, an khang, thịnh vượng, bội thu về tài lộc xin chào và hẹn gặp lại